Forerunner Storm Trek chính thức được giới thiệu tại Việt Nam, giá bán vẫn còn là ẩn số. Hôm nay, ngày 15 tháng 3 năm 2024, hãng Ford đã chính thức bổ sung phiên bản mới mang tên Storm Trek cho dòng xe bán tải Ranger ở Việt Nam. Theo hãng Ford, đây là phiên bản hướng tới nhóm khách hàng cao cấp mong muốn sở hữu một chiếc Ranger với các trang bị hiện đại, thể thao và cá tính. Không chỉ được nâng cấp ở ngoại hình, Forerunner Storm Trek còn được tinh chỉnh bên trong và sở hữu nhiều trang bị lần đầu xuất hiện trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Cụ thể, phần đầu xe được bổ sung các đèn trợ sáng nằm trên thanh trang trí giữa lưới tản nhiệt giúp cải thiện tầm nhìn ở nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, đặc biệt hữu ích khi lái xe vào ban đêm. Lưới tản nhiệt cũng được làm mới thiết kế, bên cạnh cản trước hình chữ H màu đen bóng với viền đỏ làm điểm nhấn. Tiếp đến là nắp capo được gắn thêm dòng chữ Ranger màu tương phản và bộ vành 20 inch mới. Ngoài ra, xe còn có những điểm nhấn màu đỏ ở vành la răng và logo Storm Trek hai bên cửa. Đặc biệt, Forerunner Storm Trek còn được trang bị hệ thống giá đỡ đa năng thông minh độc đáo. Hệ thống giá nóc cũng như thanh thể thao linh hoạt trên phiên bản này có thể chịu tải trọng động 80 kg và tải trọng tĩnh 250 kg. Thanh thể thao cho phép người lái dễ dàng điều chỉnh 5 vị trí chỉ bằng một tay. Trang bị này đáp ứng mọi nhu cầu chuyên chở, kể cả vật dụng có kích thước lớn thậm chí tương đương chiều dài của xe. Bên trong Forerunner Storm Trek là nội thất được bọc da với phối màu đen, đỏ tương phản. Lưng ghế trước được thêu dòng chữ Storm Trek như dấu hiệu nhận biết. Bên cạnh đó là đường chỉ may trang trí màu đỏ trên các vị trí bọc da, kết hợp cùng ốp mạ chrome tạo cảm giác sang trọng. Trang bị tiện nghi của mẫu xe bán tải này cũng không làm người dùng thất vọng. Xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12 inch, ghế hành khách phía trước chỉnh điện 8 hướng, cụm cần số điện tử, hệ thống sinh 4A điều khiển bằng giọng nói, kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây, ứng dụng 4Pass, hệ thống âm thanh 6 loa, tính năng sạc không dây cùng nhiều cổng USB, sạc 12V và ổ cắm điện 230V 400W. Forerunner Storm Trek tiếp tục kế thừa các tính năng an toàn hiện đại như phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ duy trì làn đường, hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật và cảnh báo điểm mù kết hợp với cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Đáng tiếc là động cơ của Forerunner Storm Trek không có gì thay đổi. Xe vẫn dùng động cơ diesel 4 xi lanh, tăng áp kép, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 210 mã lực và mômen xoắn cực đại 500 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Khi mua Forerunner Storm Trek, khách hàng Việt Nam có thể chọn các màu sắc ngoại thất như trắng, xám, đen và bạc. Xe dự kiến sẽ được chính thức thông báo giá và nhận đặt hàng vào tuần thứ 2 của tháng 4 năm 2024 trên nền tảng thương mại điện tử sắp ra mắt của Ford.